ngày 2 tháng 1, trao đổi với tuổi trẻ online, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, giám đốc trung tâm y tế huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, trưởng ban điều hành khu cách ly cho biết, trong quá trình tổ chức cho các trường hợp cách ly từ nước ngoài về, một nữ y sĩ ở trung tâm đã bị kiệt sức, phải đưa đi cấp cứu. Đó là y sĩ Ngô Thị Thu Trang, 24 tuổi, là nhân viên khoa y học cổ truyền thuộc trung tâm y tế huyện Bầu Bàng. Được biết vào tối ngày 31 tháng 12, sau nhiều giờ cùng các đồng nghiệp tổ chức tiếp cận cho 251 người cách ly, tới 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1, y sĩ Trang bị kiệt sức. Cha của y sĩ Trang cũng làm bảo vệ trong khu cách ly, làm nhiệm vụ thu gom rác thải y tế. Hình ảnh y sĩ Trang được đồng nghiệp bế đi cấp cứu hay lúc Trang ăn vội hộp cơm trong bộ đồ bảo hộ đã gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng. Được biết hiện tại sức khỏe của y sĩ Trang đã dần ổn định khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương là nơi chia lửa cho các khu cách ly của thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu mùa dịch đến nay, khu cách ly Bầu Bàng đã cách ly cho hàng ngàn công dân từ nước ngoài trở về.